quay qua mặt bên này mình xịt luôn, chơi nó luôn nha. Xịt rất nhanh luôn mà nó đứt phà phà. Cầm đâu đứt đó à? Nè. Trời rất liền. Đó rất ngay luôn. Đơn giản nhẹ nhàng lắm. Trời nó mạnh quá mà súng nó xì ra luôn. Xiết chưa tạc anh chị ạ? Đó xiết cứng luôn. Chà. Trời ơi nó mạnh. Xịt nát bách cái thùng con người ta luôn. Chào anh chị, hôm nay thì Bảo vừa mới nha đón một lô sản phẩm máy rửa xe Osaka 2008 nha. Vừa rồi thì anh chị cũng biết đấy, nhiều anh chị á mua máy rửa xe Osaka 2008 nhưng mà đứt hàng nha, không có hàng. Tại đợt này bên Trung Quốc nó về hàng rất là khó luôn. Đó thì hôm nay Bảo về nhiều nên là Bảo giới thiệu nha. Nhưng mà về số lượng cũng khá là nhiều, anh chị cũng thấy đó. Nguyên một núi hàng như thế này thì phục vụ anh chị thoải mái luôn nha. Giá thì cũng giữ nguyên giá nhưng mà Bảo còn một lô kìm bấm còn dư đây. Đợt Tết công ty đưa về nhưng mà chưa có chủ nhân sở hữu thì hôm nay Bảo tặng cho anh chị. Đó còn một lô kìm bấm thì bao nhiêu cây đây? Đó chắc tầm 20 bộ nha. Anh chị cô chú nào mình mua đầu tiên thì Bảo tặng luôn cho một người một cây. Cây này cũng cả trăm nghìn nha, nhưng mà tặng luôn. Cứ mua máy rửa xe với mức giá là 1.650.000. Một con máy chỉnh áp này, sức mạnh thì khỏi phải chê luôn. Bảo hành 1 năm. Dây rất là dài nha. Đó thì hàng rất là nhiều. Thì anh chị cô chú nào mua thì có thể đặt hàng ngay. Đặc biệt là mình lại thêm chương trình quà tặng 20 người đầu. Thì để ai nhanh tay thì mình đặt hàng luôn nha. Giá khá tốt nha. Thì Bảo sẽ cùng anh chị khui máy rồi mình ra test sức mạnh sau nha. Osaka thì anh chị biết rồi, bán rất nhiều nha, độ bền rất cao, bảo hành 1 năm này. Đây là thương hiệu của Nhật nha. Đó toàn ghi tiếng Nhật không. Dây thì dây 15m nhưng mà sản xuất thì vẫn là Trung Quốc nha. Đó, thương hiệu là của Nhật, nhà máy gia công nằm Trung Quốc nhưng mà bền cao, bảo hành 12 tháng này, dây siêu dài nè. Đó đặc biệt là có bóp súng thì máy chạy mà thả súng ra thì máy ngắt. Máy thiết kế rất đẹp nha. Con này á thì Bảo sẽ khui cho anh chị xem bên trong nguyên đai nguyên kiện nha. Về nhiều thì mình khui mới hết luôn nên là anh chị yên tâm. Nhưng mà giao hàng thì Bảo cũng vẫn test cho anh chị đầy đủ luôn. Rồi, một con máy quá đẹp anh chị à, một màu đen nha. Rửa xe thì rất là sạch luôn. Đặc biệt là sản phẩm Osaka đời mới như thế này thì là một con máy thiết kế thông minh hơn nè, cách xa mặt đất nha. Osaka R1. Rồi công suất của máy thì với lực bát rất là lớn nha, lên đến là 150 bát luôn. Công suất là 2008 này, có series mã vạch máy luôn nha. Con này thì Bảo bán nhiều rồi nên là chất lượng Bảo đánh giá khá là cao, anh chị cũng mua khá là nhiều. Ngoài ra chỉnh áp rất là nhẹ nha, nhẹ dữ lắm. Con này thì quá đà luôn. Với lại mức giá 1.650.000 mà bao ship tặng luôn cái kìm này. Kìm rất chất lượng nha. Kìm giam. Nhưng mà 20 anh chị đầu thôi. Tại đếm sơ sơ nó cũng 20 bộ thôi. Đặc biệt anh chị mua thì cũng có nối nhanh nè. Đó, nối dài. Nối dài 25 phân nha. Súng thì rất lớn. Công suất lớn mà. Súng lớn nha. Khả năng xịt thì rất là mạnh. Và một bình bọt tuyết khá là xinh xắn đúng không? Rồi điểm lợi thứ hai là anh chị mua thì anh này sử dụng hai lọc rác nha. Lọc rác dưới mà lại thêm lọc rác trên nên là độ bền nó sẽ hơn những thằng xài một lọc rác nha. Đó, hai lọc rác đúng chưa? Gắn vào đây. Mình sử dụng luôn. Rồi thứ hai là gắn dưới này. Rồi anh chị vặn qua cái này nha. Tí thì mình sẽ xem sức mạnh nó ra sao nhưng mà giá bán khá hợp lý luôn. Đợt này hàng thằng nào cũng tăng giá nhưng mà riêng anh này giá vẫn giữ nguyên, giá là siêu tốt luôn nha. Rồi xài hai lọc rác rất bền luôn. Thứ hai, bảo hành thì hầu như là Bảo biết là sản phẩm này bảo hành là 1 năm nha, phiếu bảo hành đây, mình điền ngày vào là cứ thế trừ lui 12 tháng nha. Hướng dẫn cách lắp đặt máy này kỹ vô cùng luôn, rất là tinh tế nha. Dây thì con này dài khỏi phải chê luôn, dây đi hết sân nhà luôn anh chị ạ. Dây 15m nha.
với mức giá chỉ có 1.650.000 bao ship tận nhà mà mình sở hữu một con máy rất là đẹp, đa năng này, có thể là làm máy lạnh này, rửa nhà, rửa sân, xịt rửa xe mà giá khá đẹp, mà con máy này thiết kế nó cũng là hoàn toàn là đẹp nha. Công tắc thấy không? Rất là xịn luôn, silicon bọc này. Đó. Đầu thì đầu bơm rất là to, piston lớn này, đẩy nước nó ra nó mạnh nha. Đẩy nước nó ra nó sẽ khác hoàn toàn. Bên trong là nhà sản xuất ta dầu vào cho chúng ta hết rồi, chỉ việc về cắm điện, đấu dây xài nha. Rồi với mức giá 1.650.000 bao ship, có quà rất nhiều luôn, đặc biệt là 20 vị khách may mắn đầu tiên là tặng luôn cây kìm bấm về xài gia đình này. Kìm này là cứ đập thoải mái nha, không có lo hư gì hết. Kìm bằng sắt mà đập rất cứng, không có phải ba cái kìm mà bóp bóp hai lần là hư đâu. Bảo xài nhiều rồi, thoải mái luôn. Giờ Bảo sẽ cùng anh chị đi ra test máy nha. Giờ thì Bảo sẽ cùng anh chị test sản phẩm máy rửa xe Osaka công suất 2008 nha. Đời mới nha, con này thì lực khủng khiếp luôn, xịt mọi thứ luôn. Đó, không có gì ngoài khả năng của nó thì xịt xuyên thủng mọi thứ anh chị ạ. Đưa vào là đứt nha. Trời. Máy này nó mạnh khủng lắm anh chị ạ, rất là mạnh luôn. Trời ơi. Quá đà luôn. Mình quay qua mặt bên này mình xịt luôn, chơi nó luôn nha. Xịt rất nhanh luôn mà nó đứt phà phà. Cầm đâu đứt đó à? Nè. Trời rất liền. Đó rất ngay đấy không? Đơn giản nhẹ nhàng lắm. Trời nó mạnh quá mà súng nó xì đây luôn. Siết chưa chặt anh chị ạ? À? Đó siết cứng hơn. Chà. Trời ơi nó mạnh. Xịt nát bét cái thùng con người ta luôn. Rồi Bảo xịt xe ra anh chị xem thôi nha, chứ con này làm việc là rất là mạnh luôn. Thì con máy này xịt thì rất là sướng luôn. Với mức giá khá rẻ 1.650.000 mà 20 vị khách đầu tặng luôn kìm bấm nha. Kìm bấm ra mình mở xe à. Đó nước ra rất dày nha. Nước rất dày luôn và rất mạnh luôn. Đó anh chị nhìn dây này, nhìn dây Bảo bấm này. Đó, lực ghê không? Dây mà nó giật lui giật tới vậy đó. Máy rất là mạnh luôn. Rồi với khả năng của nó thì anh chị chỉnh áp này. Đó, nhẹ tưng luôn. Đó, nhẹ không có đau gì luôn. Ngoài ra mình chỉnh đầu đa năng nè. Đa năng tưới cây. À này, chỉnh tùm lum đầu. À phun lục. Đủ thứ đầu luôn. Đó, rất là nhiều loại đầu luôn nha. Rồi. Nhẹ nhàng. Đặc biệt là khả năng rửa sân của sản phẩm Osaka đời mới này thì nó rất là mạnh luôn. Đó, đứng ở xa nhưng mà xịt rất đà nha. Đó, nhìn này. Đứng ngoài xa thôi anh chị ạ, không cần vào gần luôn. Đó, nghe tiếng bóc bóc sướng không? Rồi, ngoài ra thì mình xịt bọt tuyết cũng được nha. Đó, đợi người ta qua thì Bảo sẽ xịt cho, không lại ướt người ta luôn. Đó, quá dữ luôn. Này thì mình có dịp tắm xe anh chị ạ, rất là mát luôn. Đó, nước ra rất nhiều, xịt nhanh sạch nha.
Rồi, đơn giản nha, mình tưới qua thôi, làm video cho anh chị xem thôi, chứ sức mạnh của nó thì khỏi chê luôn, xịt nát bét thùng giấy luôn anh chị à. Rồi anh chị cô chú nào mà mình nhanh tay thì mình được kìm bấm luôn nha, với mức giá là 1.650.000, bao ship tận nhà cho anh chị cô chú xịt luôn, đem thùng giấy này, củ chuối, củ khoai xịt cục lùng nha. Rồi bây giờ thì bảo xin chào tạm biệt anh chị nha.